Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh của Thế Giới Máy. Đến với video lần này, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng 3 chức năng của dòng Oshima. Đó là chiếc máy 3WF SB. Bây giờ chúng ta hãy cùng khui thùng xem có những phụ kiện gì, và tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp các phụ kiện lại với nhau. Khi khui trong thùng máy ra thì ta sẽ có đây là ống phun. Và đây là thân máy. Bây giờ ta sẽ khui ở trong thùng chứa để lấy phụ kiện ra. Nắp của máy có chứa ran cao su để chống rò rỉ nước khi các bạn sử dụng. Lọc rác. Ống lò xo. Đây là dây dẫn nước. Bộ dây đeo lưng. Bình pha xăng. Đầu phun. Ống dây dẫn khí từ bình lên nắp. Đây là van ngắt nước. Một sách hướng dẫn sử dụng. Khay đào hạt. Bộ cổ dê để đổ vào ống lò xo. Đây là bộ tay cầm. Ống cao su hút nước. Một đầu nối nước và khóa để mở vali. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn lắp ráp máy phun thuốc trừ sâu diệt côn trùng này với chức năng là phun nước. Đầu tiên thì các bạn sẽ lắp ống lò xo vào trong đầu ra của máy. Sử dụng cổ dê để siết chặt ống lò xo. Dùng khóa bắn chặt lại. Tiếp đến ta sẽ lắp tay cầm vào ống phun. Sau đó thì các bạn sẽ lắp vào trong ống lò xo, cố định bằng cổ dây. Tiếp theo thì ta sẽ lắp đầu nối nước vào trong bình chứa. Các bạn thay nắp kín này bằng đầu nối nước này. Tiếp đến ta sẽ lắp ống dẫn nước và van khóa. Một đầu ống dẫn nước ta sẽ lắp vào trong đầu nối nước này. Dùng cổ dê để định vị ống dẫn nước. Một đầu ta sẽ lắp vào van khóa. Đối với đầu còn lại thì ta sẽ lắp từ van khóa vào đầu phun. Đối với van khóa thì ta sẽ lắp ngay chỗ cổ dê nối từ ống lò xo sang ống phun. Và phun ta sẽ lắp ở cuối ống phun. Ống hút nước từ đầu phía trong của đầu nối nước vào trong khay chắn nước. Ta lắp ống dây dẫn khí từ khay chắn nước lên nắp bình. Bây giờ chúng ta sẽ lắp dây đeo. Cố định dây đeo phía trên bằng ốc vít và cố định phía dưới bằng móc khóa. Tương tự ta làm với dây đeo còn lại. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc, thiết bị cho bà con.